Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ Gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, hôm nay ngày 16 tháng 1 năm 2021, cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành làm video clip giới thiệu tới quý vị và các bạn quy trình thép vàng Đài Loan. Thì video này chúng tôi đang quay phát trực tiếp tại cơ sở Đồ Gỗ Đồ Thờ Hiền Lành tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Đây là bộ hoành phi câu đối thép vàng Đài Loan của khách hàng, đó là gia đình anh Nhiệm, anh tại Hưng Yên. Và kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành cũng chia sẻ tới tất cả quý khách hàng các cái quy trình làm về hoành phi câu đối cũng như các cái đồ thờ cúng có liên quan. Trong video clip trước tôi đã giới thiệu rất nhiều các cái clip dát vàng ta hay còn gọi là vàng 4/9. Hôm nay tôi tiếp tục chia sẻ đó là quy trình thép vàng Đài Loan. Thì chúng tôi đang dùng các cái bộ chổi lông cũng như là nguyên liệu pha chế đó là sơn nhật để chúng tôi cầm vàng nó mịn hơn. Và các cái thời gian căn ke mỗi vùng miền nó khác nhau. Quý vị có thể lưu ý để chúng ta đưa vàng vào được đúng cách và độ bóng của vàng đó được mịn nhất. Mịn nhất, sáng nhất và đẹp nhất. Như hiện tại, tại thời điểm Nam Định, chúng tôi cầm vàng đó là nó rơi vào khoảng 1 tiếng rưỡi tới 2 tiếng. Thì sau đó chúng tôi sẽ đưa các cái lá vàng vào. Và lá vàng đó là vuông 9 cm. Thì quý khách lưu ý. Bộ hoành phi câu đối này chúng tôi làm có cả phụ đề tiếng Việt. Vì thế mà các cái chổi lông cũng là rất nhỏ thôi. Và điểm lưu ý tiếp theo đó là quý khách không nên làm dây các cái sơn cầm xuống bề mặt. Nếu nó dây ra thì các cái lá vàng nó sẽ thép vào nó thì trông nó rất là bẩn. Lưu ý tiếp theo đó là quý khách cần thép chỗ nào. Quý khách dùng các cái chổi lông bé chỉ thép trên bề mặt thôi. Vì các cái bộ chữ này là rất nhỏ. Và tiếp theo đây tôi sẽ chia sẻ đó là quy trình thép vàng tiếp theo. Quý khách có thể bỏ ra từ 3 đến 5 phút để theo dõi tiếp. Và trên mình các bạn đang xem là những người thợ của chúng tôi đang đưa tiếp các cái lá vàng. Khi sơn cầm đã đủ độ thời gian thì chúng tôi phải thép các cái lá vàng vào ngay. Vì nếu muộn quá cũng không được mà sớm quá thì nó cũng bị non vàng. Phải đúng độ, đúng thời điểm. Và tùy từng vùng miền khác nhau, quý khách có thể căn ke được các cái thời gian. Và lá vàng này là vuông 9 phân. Và khi ra lá vàng, quý khách cũng phải ra đều tay. Hôm nay chúng tôi sẽ quay rất chi tiết tỉ mỉ cho quý khách có thể làm được. Lá vàng nó rất là to. Vì thế mà chúng ta ra nó dễ hơn lá vàng ta. Vàng ta nó rất nhỏ. Bản vuông của nó chỉ có 3 phân thôi. Và các video về thép vàng Đài Loan hay thép vàng 49 đều được phát trực tiếp trên kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành. Quý khách có thể qua địa chỉ kênh YouTube Đồ Gỗ Hiền Lành hoặc fanpage Facebook. Quý khách có thể xem được trực tiếp. Và trên mình các bạn đang xem là một bức hoành phi bằng chất liệu gỗ gụ. Hoàn thiện PU cánh gián sáng. Được thép vàng chữ Đài Loan có phụ đề tiếng Việt. Và bộ ba chữ nho chúng tôi đang thép vàng đó là ba chữ Đức Lưu Quang. Ý nghĩa là tổ tiên chúng ta mà có đức và luôn được tỏa sáng thì nó sẽ lưu truyền về mãi đời sau này cho các con cháu. Và bộ ba chữ Đức Lưu Quang này bằng chữ Hán Nôm đã được rất nhiều người sử dụng lên đến 99%. Chúng tôi làm một năm bộ ba chữ Đức Lưu Quang này chiếm cái thị trường rất lớn. Ngoài bộ ba chữ Đức Lưu Quang còn có các cái bộ chữ như Phụng Tổ Đường hay là Phúc Mãn Đường hay là Phụng Gia Tiên. Đó là tùy theo yêu cầu của khách hàng. Nhưng phải đến 99%. Đó là bộ ba chữ Đức Lưu Quang. Và khi thép vàng xong, quý khách có thể dùng các cái chổi lông to. Quý khách dậm vàng hoặc miết vàng. Nó được đều hơn. Đặc biệt tay phải dẻo. Và những người thợ chúng tôi làm quen rồi thì nó khác. Còn nếu như người mới thì phải học rất là lâu. Và cơ sở đồ gỗ Đồ Thờ Hiền Lành có cung cấp nguyên liệu dát vàng cũng như bán về các cái lá vàng
vàng Quỳ, vàng Đài Loan, vàng Công nghiệp, vàng Ý. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Trên kênh YouTube chúng tôi tư vấn cho rất nhiều khách hàng. Và gần như rất nhiều các cái lỗi thường gặp khi chúng ta thiếp vàng mà không đúng cách nó sẽ hỏng. Và sau khi thiếp vàng xong thì chúng tôi đợi thời gian nó được khô vàng, sau đó chúng tôi sẽ đi vào thiếp và phủ bóng. Và tiếp theo là chúng tôi dát tiếp vàng đến chữ phúc. Chữ phúc được nằm trong chiếc vòng tròn và bốn xung quanh có lá tây. Cũng là đơn đặt hàng tới từ gia đình anh Niệm, anh tại Hưng Yên. Quý khách muốn làm về hoành phi câu đối thì hãy liên hệ trực tiếp với cơ sở đồ gỗ Đồ Thầy Hiền Lành nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Đặc biệt chúng tôi không báo giá trên tất cả các kênh. Quý khách có thiện chí thì quý khách hãy liên hệ về Zalo. Cơ sở đồ gỗ Hiền Lành sẽ tư vấn trực tiếp mà không qua trung gian. Và tất cả các quy trình làm về các sản phẩm đồ gỗ phòng thờ cũng như đồ gỗ phòng khách sẽ được chia sẻ trực tiếp ở trên kênh. Nhiều quý khách hàng nhìn thấy thì rất là đơn giản nhưng khi làm thì rất là khó. Những người nghệ nhân như chúng tôi đã trải qua rất nhiều năm tháng tiếp xúc và thử mới làm được. Thì quý khách xem video mà có thắc mắc về các cái vấn đề nguyên liệu hay cũng như về chất liệu gỗ thì quý khách hãy bình luận ở phía dưới video, chúng tôi sẽ giải đáp các cái thắc mắc. Và bộ hoành phi có câu đối có kích thước đó là dài 1m97, chữ phúc là vuông 50, và chúng tôi còn làm cho gia đình anh một chiếc cốc để trên bàn thờ. Trong video clip sau tôi sẽ giới thiệu đầy đủ. Video này tôi chủ yếu giới thiệu đó là quy trình thiếp vàng Đài Loan. Và thiếp vàng Đài Loan thì chúng ta có thể thiếp ngoài trời. Còn riêng đối với vàng 49 thì phải thiếp trong nhà, phòng kín, không có gió. Và sau khi thiếp thì chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ lại các cái phần bụi vàng nó bắn ra xung quanh. Nó chỉ giữ nguyên cái phần chúng ta đã thiếp, đó là chữ phúc. Và câu đối thì có các cái bản phụ đề. Một bên thì chúng tôi chạm đó là Tử Hiếu Tôn Hiền, Vạn Đại Vinh. Một bên là Tổ Tông Công Đức Thiên Niên Thịnh, đã được hoàn thiện sơn PU cánh gián và là cánh gián sáng. Và chúng tôi sẽ bàn giao cho gia đình trong cái thời gian sớm nhất. Hiện nay cơ sở đang sản xuất rất nhiều các cái bộ bát biểu chấp kích cho các cái đình thờ, miếu mạo cỡ lớn mới dùng đến bát biểu chấp kích hoặc nhà thờ tư gia cỡ lớn. Bộ chấp kích cao 2m6 và bộ bát biểu thì cao 2m2. Và video thì đang được quay phát trực tiếp tại cơ sở 1, cơ sở đồ gỗ Hiền Lành thuộc La Tiến, La Xuyên, Yên Ninh, Ý Yên, Nam Định. Lưu ý khi thiếp vàng Đài Loan, nếu chúng ta đưa vàng vào muộn thì giá lá vàng nó sẽ bị già, mà nếu đưa sớm thì nó sẽ non. Chúng ta căn ke cái giờ kèo sao cho chuẩn chỉ. Lưu ý cần thiết nhất đó là các cái vùng miền thì có các cái độ thời tiết khác nhau. Như miền Bắc thì lạnh, như miền Nam thì nó sẽ nóng. Để chúng ta căn ke được cái thời gian cầm vàng. Lưu ý là chỉ thiếp vàng các cái họa tiết hoa văn mà chúng ta đã bôi sơn cầm. Còn ngoài ra thì chúng ta không thiếp. Mà cái giá của sơn Nhật đang bán trên thị trường có giá rất là cao. Vì thế khi hoàn thiện được một sản phẩm đẹp thì giá thành nó rất là cao. Và nếu như làm giá rẻ thì sản phẩm nó sẽ rất là xấu. Và chúng ta khi miết vàng cũng vậy, cũng phải uyển chuyển. Các cái độ tay khéo léo, tỉ mỉ, tần mẩn trong từng công việc để đưa tới một sản phẩm đẹp tới khách hàng được ưng ý nhất. Quý khách nhớ đăng ký kênh
đồ gỗ hiền lành để có thể theo dõi được các cái sản phẩm như hoành phi câu đối, ngai thờ, khám thờ, tượng thờ trên kênh YouTube. Và các cái công đoạn quy trình trong video trước tôi đã giới thiệu, đó là quy trình đốt hoành phi câu đối, đó là nước đầu tiên trong quy trình sơn son thiết vàng. Nhiều quý khách hàng xem mà vẫn chưa làm được thì có thể liên hệ về cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành để mua các cái sản phẩm như lá vàng, các cái chổi hoặc các cái nguyên liệu để chúng ta thép được lá vàng đẹp nhất. Đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành có nhận trùng tu các cái đồ thờ cúng cũ đã qua sử dụng lâu năm. Chúng tôi có nhận trùng tu tại gia thì giá thành công nó sẽ cao hơn. Mà quý khách đưa về cơ sở thì giá thành nó sẽ thấp đi. Đồ gỗ Hiền Lành cũng chúc quý khách hàng năm mới 2021 được an khang thịnh vượng. Và quý khách có điều gì thắc mắc về các sản phẩm đồ gỗ, quý khách hãy bình luận ở phía dưới video. Và trong mỗi các video chúng tôi đã mô tả rất chi tiết các cái bộ sản phẩm cũng như thông số kích thước chủng loại gỗ để cho quý khách yên tâm, quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Quý khách chỉ cần bỏ ra từ 5 tới 10 phút xem hết các cái video clip của chúng tôi. Sau khi thép vàng xong thì chúng ta sẽ vệ sinh sạch sẽ các cái lá vàng nó rơi trên bề mặt là chúng ta sẽ được một sản phẩm ưng ý rồi. Quan trọng ngay từ đầu đó là các cái chổi lông cũng như các cái độ pha sơn, và chúng ta căn ke thời tiết và giờ để chúng ta đưa lá vàng vào được đúng độ, không sớm quá mà cũng không muộn quá. Và đây là toàn cảnh tại cơ sở 1 đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành, sản xuất bát biểu chấp kích không qua trung gian, và hẹn gặp lại quý khách.